Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới khu vực tỉnh Long An sẽ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, hoạt động có cường độ suy yếu và rút dần ra phía đông. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Theo dự báo, trên địa bàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 50 đến 70%, gió nhẹ. Về tình hình thủy văn, mực nước lên theo triều. Dự báo vào ngày mai 27 tháng 2, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An là 1,20m, tại trạm Bến Lức là 1,42m, tại trạm Mộc Quá là 0,54m. Trong ngày sẽ có 2 lần xuất hiện với khoảng thời gian từ 6 giờ cho đến 8 giờ và từ 20 giờ cho đến 22 giờ. Riêng Mộc Quá, đỉnh triều xuất hiện vào lúc 1 giờ đến 3 giờ và từ 11 giờ cho đến 13 giờ. Về tình hình độ mặn, tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An, theo dự báo, độ mặn các sông sẽ lên theo triều. Dự báo vào ngày mai 27 tháng 2, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Tại trạm Cầu Nổi, trên sông Dàm Cỏ cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 12,9 gram trên lít. Tại trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 3,3 gram trên lít. Tại trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 1 gram trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 54 km ở sông Dàm Cỏ Tây thuộc xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành và xã Đức Tân, huyện Tân Trụ. Hơn 65 km ở sông Dàm Cỏ Đông thuộc xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức. Ranh giới độ mặn 1 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 80 km ở sông Dàm Cỏ Tây thuộc địa phận phường 2, phường 5, thành phố Tân An. Hơn 85 km ở sông Dàm Cỏ Đông thuộc xã Lương Hòa, Thạnh Hòa, huyện Bến Lức. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, theo dự báo đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ, phía Bắc miền Đông có nơi dưới 23 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, theo dự báo, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.